Hello các bạn, Big Belly đây. Trong không khí hân hoan chào đón bản cập nhật với 13 con cá mới thì có một bộ đồ rất là dễ thương. Hãy nhìn qua đây, thấy con mèo không? Nó đó, đội cái nón vàng vàng đó. Trời đất ơi, xuất sắc chưa? Rồi, nhìn qua đây tiếp, thấy các bạn đang nằm không? Một bộ đồ có một con gấu dễ thương đội cái nón màu vàng. Đây là bộ đồ gọi là mẫu giáo con gà. Và game mới vừa ra, mua với giá chỉ với 100 kim cương thôi các bạn. Nhìn tôi này, tôi đây là tôi đó. Tôi đã nhỏ lại và tôi đã mặc cái bộ đồ dễ thương đó rồi. Các bạn nhìn thấy tôi chưa? Dễ thương không? Giống con nít rồi đó. Mặc cái bộ đồ này vô thì câu cá thì chắc là nó sẽ vui hơn các bạn ạ. Vậy mua ở đâu? Theo mình chỉ cho nha. Nào. Rồi các bạn hãy vào cái cửa hàng trang phục được chưa? Bấm vô. Kéo qua nào. Đó, thấy chưa? Mẫu giáo con gà. Nó có hai phiên bản các bạn ạ. Cùng là 100 kim cương. Nhưng mà bên trái các bạn nhìn đi, có cái nón và có cái quần. Còn bên phải các bạn nhìn đi, có cái trứng ốp la. Và nó là một bộ váy. Cho nên tùy theo sở thích của mọi người. Bạn nào thích cái gì thì mua cái đó. Riêng mình thì mình thích cái nón lắm các bạn. Nhìn cái nón thì nó mới giống như học sinh, nó mới giống như con nít á. Cho nên mình mua cái nón. Đó, 100 kim cương đã để dành. Ok, bây giờ mình đã mua rồi nhé. Mở hộp thư mặc vô thôi. Nhanh nào. Tánh tánh. Mũ mẫu giáo. Và đây là bộ đồ spotlight của chúng ta. Set đồ mẫu giáo. Trời ơi, tuyệt vời chưa? Chần chừ gì nữa? Khi đã nhận quà rồi thì chúng ta hãy mở ra. Mở ra nhanh lên. Đó, rồi mặc vô nè. Đó, thấy cái tóc chưa hợp lý lắm. Để đổi cái bộ tóc cái. Từ từ. Tím đi. Ok. Nhìn nó ngây thơ rồi đó. Được rồi. Thấy cô bé bồng bềnh kế bên không? Sẵn tiện mua luôn cái bong bóng nào. Cho nó đúng nghĩa là con nít nha. Chính xác. Như bạn nào chưa biết thì cô bé bồng bềnh này là bán cái bong bóng mình cầm theo chơi nha. Theo bảng chữ cái A, B, C, D, X, Y, Z. Nguyên cái bảng chữ cái luôn. Như tôi là, thí dụ như là tôi tên Big Belly đúng không? Chị cá tên Big Belly. Thì bây giờ mình sẽ phải mua cái chữ gì? Đó. Bằng bạc hết nha các bạn. Mình mua chữ B đi. 750.000 tiền sao thôi. Nhưng mà nó khá là dễ thương. Hen. Mấy cái bong bóng này mình nếu có thêm màu khác thì chắc nó dễ thương hơn. Không biết sao màu bạc nha. Đó các bạn thấy không? Gầm bong bóng vô nè. Rồi làm gì tiếp theo? Chúng ta hãy biến nhỏ lại để phù hợp với lại cái set đồ nào. Đây, túi nè. Cuối cùng đây là sản phẩm. Dễ thương hẳn. Nếu các bạn cũng thích set đồ này giống như mình thì nhanh tay lên nha. Bộ đồ này nó sẽ có hạn sử dụng. À không, các bạn có thể mua chỉ trong vòng 12 ngày thôi. 12 ngày sau là hết mua được nha các bạn nha. Cho nên hãy nhanh tay lên. Mua để vui mỗi ngày nào. Câu cá cho nó lên cá to, cá bự nào. Ok, dĩ nhiên. Cảm ơn các bạn. Bye bye.